Xin chào quý vị khán giả, Diễm Loan rất vui khi có thể được chia sẻ những câu chuyện về sức khỏe với tất cả quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn. Ngày hôm nay thì chương trình xin phép chia sẻ với rất nhiều những quý vị. Chúng ta đang có mong muốn có thể trở thành những ông bố, những bà mẹ với thiên thần nhỏ trong bụng. Thì đây là một cái niềm vui của tất cả các gia đình quý vị ạ. Tuy nhiên thì trong quá trình mang thai sẽ hoàn toàn có thể xuất hiện những cái trường hợp không mong muốn, chẳng hạn như là dấu hiệu mang thai ngoài tử cung. Và nếu như quý vị nào mà chúng ta đã nghe qua thì chúng ta đều biết đây là cái việc không ai muốn cả, nhưng nó vẫn cứ xuất hiện. Vậy thì chúng ta phải chấp nhận cái việc là có sự can thiệp của y khoa để đảm bảo được sức khỏe và tính mạng của người mẹ. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này qua buổi trò chuyện với bác sĩ Võ Hoài Duy. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan và các quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, mang thai ngoài tử cung chúng ta nên hiểu đó là vấn đề gì đang diễn ra với cơ thể ạ? Vị trí mà phù hợp để cho thai lớn lên và phát triển là ở trong buồng tử cung. Chính vì thế mà bất kỳ một cái vị trí nào ngoài buồng tử cung mà thai làm tổ ở đó thì chúng ta gọi là thai ngoài tử cung. Nó sẽ có là ở vòi trứng, ở buồng trứng, ở các cơ quan trong ở bụng, có thể là ruột, gan, thậm chí là một cái phúc mạc nào đó ở trong bụng thì gọi là thai ngoài tử cung. Nguyên nhân vì sao mà thai lại nằm ngoài cái vị trí đáng lý ra sẽ phải làm tổ ạ? Cái thai mà ngoài tử cung thường gặp nhất đó chính là thể mà nằm ở vòi trứng. Thì có một cái bệnh gọi là bệnh nhiễm chlamydia, nó sẽ gây ra những cái dải sơ sẹo ở trên vòi trứng. Và khi mà thai, tức là hợp phôi á, nó di chuyển từ vòi trứng vào buồng tử cung, nó sẽ bị tắc lại bởi những cái dải dính như vậy, hoặc là bị ảnh hưởng bởi những cái chức năng vận động của vòi trứng. Nó không thể nào mà để đẩy cái phôi đó vào trong buồng tử cung được, thì nó sẽ nằm ở bên ngoài và phát triển lên, gây ra thai ngoài tử cung. Dạ, và để phát hiện tình trạng thai ngoài tử cung thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp để kiểm tra như thế nào ạ? Thông thường thì thai ngoài tử cung nó sẽ có triệu chứng. Có triệu chứng bên ngoài. Đúng rồi, ba cái triệu chứng mà thường gặp nhất khiến chúng ta nghĩ nhiều đến thai ngoài tử cung chính là: thứ nhất, trễ kinh. Và thứ hai là đau bụng, tức thường là đau ở vùng bụng dưới của chúng ta. Đau thường là âm ỉ mỉ, có thể là đau nặng lên đột ngột. Và thứ ba là ra huyết âm đạo bất thường. Đó là ba cái triệu chứng thường gặp nhất của thai ngoài tử cung. Ngoài ra nếu như cái thai ngoài này nó diễn tiến là to lên và nó bị bể, nó sẽ gây chảy máu ở trong ổ bụng, mà lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy là mệt, con người xanh xao, toát mồ hôi, có thể là chóng mặt và ngất xỉu luôn. Thì là do tình trạng mất máu rất là nhiều chảy ra trong ổ bụng như vậy. Khi mà đến với bệnh viện đó thì có thể là mạch nó tăng lên và huyết áp bắt đầu tụt luôn rồi. Dạ, như vậy là chính bản thân của thai phụ hoàn toàn có thể phát hiện ra là mình đã mang thai ngoài tử cung. Dạ, và thời điểm vừa phát hiện ra như vậy thì nên can thiệp như thế nào ạ? Khi mà phụ nữ chúng ta cảm thấy trễ kinh mà ra huyết hoặc là đau bụng như vậy, chúng ta nên thử que, gọi là que thử thai ở nhà. Và nếu như mà nó dương tính, tức là hai vạch đó, chúng ta nên đến khám ngay với bác sĩ để mà xem thử có thật sự có phải là thai ngoài tử cung hay không, để mà có hướng điều trị tiếp theo. Dạ, và nếu như một người phụ nữ mà chẳng may mang thai ngoài tử cung thì lúc này sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao thưa bác sĩ? Bệnh thai ngoài tử cung nó sẽ có hai cái chiều hướng. Thứ nhất là nó sẽ tự nó tiêu đi, gọi là không có can thiệp gì cả, nó cũng tự nó thoái lui và nó không thể tiếp tục phát triển, đúng rồi. Chiều hướng thứ hai là nó sẽ càng ngày càng to lên đến một lúc nào đó thì cái đường kính của cái vòi trứng nó không thể nào mà chứa đựng được khối thai nữa, nó sẽ gây vỡ cái vòi đó ra và gây chảy máu rất là nhiều trong ổ bụng, như nãy Di cũng chia sẻ là có thể làm cho sản phụ tụt huyết áp luôn, thậm chí là có thể dẫn đến tử vong nếu như chúng ta không có điều trị gọi là kịp thời. Dạ, vậy thì câu chuyện này sẽ cần phải có cái sự can thiệp từ phía bác sĩ. Đúng rồi. Dạ, khi đến bệnh viện thì các bác sĩ sẽ điều trị như thế nào ạ? Khi đến bệnh viện mà khoa với bác sĩ là trễ kinh mà ra huyết như vậy thì sẽ được siêu âm cũng như là xét nghiệm máu. Siêu âm để coi thử là có cái bất thường gì ở cái vòi trứng hay không, hoặc hay là có thể nhìn thấy luôn được cái thai nằm ở ngoài tử cung như vậy luôn. Và xét nghiệm máu để đánh giá cái nồng độ chất có thai ở trong cơ thể cao hay thấp, để mà từ đó có thể đưa ra những cái hướng điều trị phù hợp cho người phụ nữ. Như vậy là khi đã chẩn đoán chính xác tình trạng mang thai ngoài tử cung thì bác sĩ sẽ điều trị thế nào ạ?
Đối với những cái trường hợp mà cái khối thai nằm ngoài tử cung nó rất là nhỏ, nồng độ chất có thai trong cơ thể cũng thấp và xét thấy là có khả năng mà nó tự tiêu đi cao, thì bác sĩ sẽ điều trị bằng cách là theo dõi và hẹn tái khám cho mỗi 2 ngày để mà đánh giá cái khả năng tiêu đi của cái khối thai ngoài. Đối với những khối thai mà lớn hơn và nồng độ chất có thai cao hơn á, thì sẽ tư vấn cho bệnh nhân, tại vì là có hai phương pháp điều trị. Thứ nhất là chích thuốc để làm tiêu cái khối thai đó đi, và thứ hai là sẽ phẫu thuật, và sẽ tư vấn để cho bệnh nhân lựa chọn, tại vì mỗi phương pháp điều trị nó đều có những cái ưu điểm và nhược điểm của nó, thì sẽ quyết định cho bệnh nhân để cái nào phù hợp nhất cho mình. Đối với những cái trường hợp mà khối thai nó đã quá to rồi và cái nồng độ chất có thai nó rất là cao ở trong máu như vậy, khi mà chích thuốc nó sẽ có khả năng bị bể rất là cao và dẫn đến sốc rất là cao, thì bác sĩ sẽ chủ động là sẽ phẫu thuật luôn cho bệnh nhân, là sẽ cắt cái ống dẫn trứng mà có cái thai ngoài đó đi. Và sau khi thực hiện phẫu thuật đó thì có ảnh hưởng gì đến cái quá trình sinh sản về sau này của người phụ nữ hay không ạ? Nếu như mà cái tai vòi phía bên kia của người phụ nữ còn bình thường thì chức năng sinh sản nó vẫn còn được bảo tồn. Tuy nhiên nếu mà cái vòi trứng bên còn lại nó đã hư hại nhiều quá thì cái khả năng sinh sản nó sẽ giảm sau này. Tuy nhiên chúng ta bắt buộc phải điều trị, tại vì nếu như để lại cái tai vòi đó mà không cắt đi thì khả năng bị tái phát thai ngoài tử cung nó cũng rất là cao và cũng sẽ dẫn đến một tình trạng nguy hiểm sau này. Chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho quý vị những kiến thức để trong những trường hợp thật sự không may mà gặp phải thì quý vị sẽ có cách để chúng ta xử trí, gặp bác sĩ sớm, điều trị sớm và bảo toàn chức năng sinh sản của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Diễm Loan rất nhiều, cũng như là cảm ơn quý vị khán giả của chương trình. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Diễm Loan cùng với bác sĩ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau quý vị nhé. Xin chào.